What's that good? So back low? You can go down a little more. Kim cương nước bê tông. Đây là rất là tuyệt vời. Đấy, những con khủng long màu kim này quá hay luôn các bạn. Đấy, màu sắc rất nét. Rồi. Đây là một con trăm kilo sau đất với một dạng gai rất to lắm, chân lưng nha. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Cái cổ rất dài, cái con khủng long trung kim, con sao rất đẹp nữa các bạn ơi.